Ok, chào em. Do hồi nãy em bên tổng về em có chuyện đến quay phim theo thì giờ em đâu ở đâu điếm đâu được nhiều chỗ cho em coi đâu, thì em bắt cái điếm em coi chơi. Rồi, đây là năm chú nha anh em. Yên coi, con này ngoan nè. Ngoan bắt cho nó dễ. Ở đâu mà đi vô con cũng nấm mắc cười thì chứ. Đây 5 chú đây anh em, là 10 chú. Ở đây ba chú nữa là 13 chú. 13 chú. Bốn chú nó là 17 chú. Dưới chú gà này khiến chết nè. Đây. Chú gà nó là 17 chú, 17 chú một chú gà nha anh em. Đây, 17 chú. Đã không anh em? 17 chú sướng tay. Bắt ngủ nguyên đêm luôn, ngủ nguyên đêm ngủ không được luôn, cứ dính liên tục hoài, trời chăng chăng cũng đi đi dính dính 17 chú rồi. Phải ngày nào cũng đều đều vậy thì đỡ khổ quá nè. Em tổng kết như là hôm mười được 17 chú, 17 chú hay là xảy hết, là xảy hết mấy chú rồi đó, xảy hết cho ba chú rồi đó. Chú hồi là 20 chẵn à, thiệt tình. Thích thích không nè? Rồi ok, có hàng sớm nha anh em. Má chạy không chết luôn. Ở đây này nó có dính đâu đâu. Trên đây mà. Lộn đâu qua đây. Đâu sao lộn được. Con lộn tình. Vậy à. Nè cầm nha, cầm chân rồi lên một bé mặt lem ngu như con bò mới giờ này mà ăn rồi nè.
nha Nam. Rồi, thử một em. Đơn giản thế thôi. Giờ dọc cái bãi cái mương này. Đêm nay mắc ngủ rồi anh em ơi. Ở đâu mà đánh quắc chỗ vườn này, em đánh toàn là quắc, là đánh có mấy chục mét lưới quắc à. Mà ở đâu tự nhiên ra được một em gà luôn bành kia. Em này cũng phải tầm 300-400 gram. Em này tầm 300 gram là ít. Chứ nãy em đánh cũng được đâu gần chục em quắc rồi. Rồi ok. Chắc em này mắc ngủ luôn, gà bành kia. Tự nhiên dính lưới em hết hồn chứ nó vụ gì trời, đây mà đánh có gà nữa. Tại em là 100% là vườn không à. Em chen vô kẹt em đánh mà đâu anh cũng xuống nữa. Bó tay. Mắc ngủ anh em ơi. Ok. Chim dài dăng. Mình dăng. Mình dăng bộ hồng đây, chim dài dính bộ hồng nha anh em. Đây. Đây bộ hồng mình dăng đây. Dân hờ đang vô ngủ tại mấy sáng có mấy con quắc sáng là nó ưa ra tới khịa lắm. Bây dân bộ ở đây. Ồ. Anh lội nước ha. Con này con anh lội nước. Tại có mấy con nữa nó ưa cà khịa mình lắm. Sáng nè, cái đầu sáng sớm chừng 6 giờ mấy 7 giờ á, cái đầu anh ra đi lượn cận dưới đất á. Rồi lúc đó mình lưới mình đâu làm được gì nữa đâu. Bây giờ em mới chơi bộ hồng em để đây. Cho mày cà khịa có được thử tao thử có được không? Rồi. Ok anh em. Ok, mình được 3 bé nữa nghe anh em. Bây giờ sáng sớm mặt trời lên như lắm rồi nhưng mà em vẫn còn chơi luôn. Đây, lưới của em đây. Ba bé này là ba bé mà nãy em quay clip khúc trước cho anh em coi đó. Là một con dính trước, còn hai con nó ngược đuổi nhau đó. Rồi, hello anh em. Anh em thấy không? Cảnh em ở đây không? Như vậy mà em đánh được con gà, em không hiểu nổi. Bên kia là vườn, ở đây là vườn hết luôn á. Chỉ con khúm như đây là trồng rau... ấy đó, nè cũng ở đây là vườn nè, mà tối dính được con gà đâu đây nè, đây đó, dính được con gà đâu đây nó còn rụng lông mình, tối dính gà em không tin là dính con gà luôn á, tại em đâu đánh gà đánh gì đâu, em đánh là đâu trời, đây, ta đây, tối em chụp rụng, tối em chụp rụng lông nè, vậy ta dính mắt ở đây nè, nè em đánh nè. Thì ta lưới này chừng nhiêu mét em đánh là 1, 2, có 3 khoảng như nè. Anh thấy không? Là 1, 2, 3 khoảng. Đó, 3 khoảng lưới thì chừng, thì cũng như là cỡ 60 mét trở lại à. Dưới em dăng thêm đường thọng ra nữa nè. Đó. Nè, dưới đồ em đánh thì cũng bình thường thôi. Có đâu thì đánh đồ son 288 nè. Dưới cái lò cổ hồi xưa. Thế thôi chứ đâu có gì nữa đâu. Đó. Lưới thì cũng bình thường thôi. Chẳng để bắt mấy con buổi sáng nè, nãy là dính mới dính ba con em gửi anh em đó, là một con dính đây nè, con dính đây mới đầu tiên là con dính này dính ở đây, cái em quay clip nãy cho anh em coi đó là mấy con ngược đuổi nhau á, cái con nó chạy đây nó dính lưới đây, con kia sợ hết hồn, con kia nó bay là chạy là tú đằng kia anh tung họ nhảy lên diện thứ nhất diện thứ hai trên tung vô rồi gớt xuống rồi xong hết cú rồi. Ok em tiến hành thu đồ đây. Chén gió anh em, mặt trời lên cao quá cao à. Thôi về trễ mệt. Ok, hello thì chào anh em. Thì bây giờ mình cùng ngồi lại tổng kết đi, hôm qua được bao nhiêu con ha. Thì với em đang có mấy chục mét lưới à, để coi để được bao nhiêu con. Tại giờ em quên đem cái chân đế là đựng con gà nè. Con gà đâm khơi nè. Đã, đây là một con ha. Hai con. Hai quắc. Ba quắc. 4 quắc, 5 quắc, 6 quắc, 7 quắc,
8 quắc, 9 quắc, 10, 11, 12. Ôi, quá trời nhiều đếm không được luôn anh em ơi. Chung là khoảng rơi vào tầm mười mấy con, chưa để em kiếm gì em để lên cái. Quay không được, tức quá. Quên em cái chân đế mất tiêu. Để quay lên cho anh em coi chơi. Đó buồn. Em thông cảm. Giờ chơi thì em cắt nữa.